Phước duy trì được thành tích của 2 năm về trước là 49 giây 31 thì bây giờ anh đã đứng trên bục chiến thắng với tấm huy chương vàng rồi chứ không phải là tấm huy chương đồng của ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là phần trao giải cho các vận động viên đã giành chiến thắng ở đường chạy 1500m của nam với tấm huy chương vàng dành cho vận động viên Dương Văn Thái. Dương Văn Thái ở 200m cuối cùng đã có một cú nước rút cực kỳ ấn tượng để vượt qua đối thủ Philippines và Indonesia để mang về thêm một tấm huy chương vàng nữa cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Như vậy là ở hai cự ly 1500m của nam và 1500m của nữ tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các vận động viên Việt Nam với tấm huy chương vàng dành cho Nguyễn Thị Oanh ở cự ly 1500m nữ và Dương Văn Thái ở cự ly 1500m của nam. Xin được chúc mừng Dương Văn Thái